Con xách vali đi đâu vậy? Dạ, con xin phép bác cho con dọn ra ngoài ở. Con nghĩ là con không tiếp tục ở đây được nữa. Ủa? Tại sao lại dọn ra ngoài ở? Mẹ của con đã gửi gắm con cho bác, rồi bây giờ con đi như vậy đó, thì làm sao được chứ? Có chuyện gì? Nói cho bác nghe đi. Dạ. Sao rồi? Con nghĩ là chuyện này bác không nên biết sẽ tốt hơn. Con sợ bác biết rồi bác lại lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà con đi như vậy đó, mẹ con mình biết được thì bác làm sao ăn nói với mẹ con đi chứ? Có phải là thằng Khôi nó làm chuyện gì cho con buồn đúng không? Nói cho bác biết đi. Sao? Từ ngày Ngân về nước, anh Khôi không còn đối xử với con như trước nữa. Thằng Khôi này thiệt là tệ hết sức vậy đó. Nhưng mà một phần cũng lỗi tại con. Nếu từ khi con biết con Ngân về nước, con nói cho bác biết sớm là bác đã xử lý rồi, đâu để mọi chuyện ra nông nổi như vậy. Con thật sự không muốn bác biết chuyện này đâu, càng không muốn mẹ con biết. Nếu như mà mẹ con biết, chắc chắn sẽ kêu con về bên đó. Và mẹ con sẽ rút hết vốn của Thiên Trường. Thôi thôi được rồi, cái chuyện này đó con để cho bác làm chủ đi. À, Thiên Lý à, con nghe lời bác đi, để chuyện này bác sẽ làm chủ cho. Bác hứa với con á là bác sẽ giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng nha. Thôi nè, đem vali vô phòng đi, để bác sẽ giải quyết cho con nha con. Dạ. Nhưng mà thôi mà không dưng gì hết, đem vali vô phòng đi con. Hãy